Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 16 tháng 10, tại sân bay Đà Nẵng, nhiều người bất ngờ khi thấy xuất hiện cùng lúc năm chuyên cơ Goodstream sang trọng và đắt đỏ hạ cánh. Năm chuyên cơ xuất hiện tại sân bay Đà Nẵng gồm một chuyên cơ G600, 1G500, 1G650R và hai chuyên cơ G700 vừa được hãng Goodstream ra mắt năm nay. Hãng chuyên cơ này nổi tiếng với tốc độ bay cao, vì những cải tiến mang tính cách mạng về độ an toàn, hiệu quả và thiết kế nội thất sang trọng, tiện nghi, tựa các dinh thự trên không. G700 là dòng chuyên cơ sở hữu cabin rộng rãi nhất trong ngành, có thể chở tối đa 21 hành khách ngồi với phạm vi và tốc độ bay hàng đầu. Đây là một máy bay có khả năng cải thiện sức khỏe khi bay với 100% khí tươi được làm mới mỗi 2 đến 3 phút và ánh sáng tự nhiên từ 20 ô cửa lớn nhất trong dòng chuyên cơ thương gia. Ngoài ra, máy bay G650R cũng là một dòng ngôi sao với khả năng bay vòng quanh thế giới chỉ với một lần dừng. G650R có khả năng bay vượt trên vùng nhiễu động trong khi các máy bay khác chỉ có thể bay qua. Nội thất của G650R được sinh ra để dành cho giới siêu giàu với các công năng như giường ngủ, bếp ăn, quầy bar phòng tắm, sofa, thư giãn với màn hình TV và phòng khách tiêu chuẩn 5 đến 6 sao. Được biết dòng chuyên cơ khá quen thuộc với giới thượng lưu Việt khi được khai thác bởi Sane, hãng hàng không chung phân khúc hạng sang đầu tiên tại Việt Nam và là đại diện độc quyền tại Việt Nam của Goodstream. Theo một nguồn tin, việc hàng loạt chuyên cơ này xuất hiện tại Đà Nẵng là để chờ các đối tác vận hành của Goodstream đến tham dự hội nghị khách hàng thường niên của thương hiệu máy bay này năm chuyên cơ của Goodstream đã chở 50 khách hàng là các tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới và các đối tác của thương hiệu đến Đà Nẵng. Đây cũng là dịp để các khách hàng tiềm năng của hãng này tận hưởng trải nghiệm bay đẳng cấp, tận mắt khám phá các dòng máy bay mới nhất đến trải nghiệm ở nước ta. Trước sự kiện của Goodstream, Đà Nẵng được tỷ phú Bill Gates và bạn gái chọn là điểm đến cho chuyến du lịch 4 ngày hồi tháng 3 năm nay tỷ phú cũng đến bằng chuyên cơ riêng G650R, nghỉ dưỡng tại một resort ven biển và trải nghiệm văn hóa Việt Nam bằng buổi thường trà trên đỉnh bàn cờ. Theo đại diện Goodstream, Việt Nam được chọn là điểm đến của hội nghị khách thường niên năm nay vì có cảnh quan đẹp, vị trí thuận tiện để hãng có thể mời và đón các khách hàng tiềm năng trên khắp thế giới. Được biết, hội nghị khách hàng của hãng Goodstream sẽ diễn ra trong 3 ngày tại Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, các khách hàng này sẽ nghỉ thượng lưu tại Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, khu nghỉ dưỡng liên tiếp 3 năm được vinh danh sang trọng hàng đầu thế giới. Đây là dịp để các vị khách của hãng chuyên cơ tỷ phú khám phá các điểm đến nổi tiếng quanh thành phố Sông Hàn như Banahin, sân gốp Banahin Group Club và phố cổ Hội An. Groupstream được xem là cái tên dẫn đầu trong ngành hàng không xa xỉ trên thế giới. Nhiều người nổi tiếng sở hữu máy bay của hãng này như Bill Gates, Jeff Bezos hay Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.